Xin chào anh em, cái kềm rất ngắn bằng inox, cắt inox như cắt khoai, nhẹ nhàng không cần lực. Với cái kềm trước đây của mình, kềm cắt avatar đồng hoàng luôn, gồng hết sức mới cắt được. Với cái kềm cộng lực bốp phát một, nhưng nó hơi nặng hơn thôi. Hứa mặt phật lục binh quà này anh em ơi, có hộp quà này đẹp không? Chỉ ta ai tặng nhỉ? Hộp quà này. Trời ơi, có hộp quà này. Móc khóa mặt phật 2 bi 8 ly, có viên hạt vàng ở giữa, hồ lô hút tài lộc, cái đao cái rìu kiêng kiêng sáng lấp lánh, coi hít hả, đẹp không? Được đóng lại rồi. Cái này làm quà tặng một ai đó thì hết sảy luôn rồi. Đó, tặng quà gói đi và tặng thôi. Đấy, hộp quà. Hộp quà. Đủ để phục vụ cho 500 anh em tặng bạn gái. Hộp quà, tặng bạn trai luôn. Hộp quà. Nhưng mà không có quà. Hộp này được tặng kèm khi anh mua combo nhá. Mua combo cực VIP. Im mồm đi bà chị. Hộp quá đẹp không? Đau rìu tiếng về dạng này, về chém gió bộp. Hồ lô mà quá, coi nha, coi ra đường thổi công an, bắt công an dừng lại. Ngon chứ. Đấy, tặng trong một hộp quà cực đẹp luôn anh em ơi. Cực đẹp luôn. Soi sáng tặng bạn trai cực đẹp luôn. Tặng bạn trai thì luôn luôn nhớ đến mình luôn. Vì có bộ móc khóa này là em luôn theo anh. Nhìn vãi quá anh em nhỉ. Bộ đẹp quá. Đấy. Rây tai đâu ta? Rây tai này nữa. Đây là cái bộ vàng mình làm đâu rồi? Bộ vàng mình bán hình như hết rồi sao ấy. Con chim bé nhỏ sống trong cặp quần. Thế thôi. Ok, xin chào anh em. Kết thúc video nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ.